người mệt không? Không. Về quê, về quê mà Phú không biết mệt vậy. Sài cũng thấy mệt nữa. Nhưng mà tôi mệt. Hai người làm ơn đi chỗ khác cho tôi làm việc coi. Quê, để Phú phụ cho ba cái việc nặng nhọc thô kệch này, để Phú làm cho nha. Sài làm cũng được nữa, đưa cho Sài làm sao đi. Sao chức hoài vậy? Không có, Sài phụ Quyên thôi mà. Hai người muốn làm đúng không? Ờ. Tôi đi vô. Quyên, Quyên. Nè. Thôi nghỉ đi, dừng lại. Thôi dừng lại. Rồi, mệt quá. Sài cũng mệt quá. Sao khỏe dữ vậy? Bình tĩnh nghe nói nè. Mình là đàn ông con trai, với lại bây giờ đừng dùng vũ lực nữa ha, đừng dùng sức khỏe nữa. Mình dùng trí tuệ đi ha. Bà muốn sao? Mình chơi trò chơi công bằng. Ai thắng thì người đó giúp Quyên chặt tre. Công bằng nha. Chơi quảnh tù xì. Ai thắng là được giúp Quyên nha. Rồi. Rồi. Khoan, bạn ra cái gì? Mình ra cái kéo. Vậy thì mình ra cái bao, cho bạn cắt được mình. Rồi. Bạn ra kéo, mình ra bao, bạn cắt mình. Rồi, kéo bao nha. 1, 2, 3. Trời, cái thằng này khùng mà khôn dữ. Sao nó hù ra cái kéo mà nó ra cái bao? Phụ, phụ mình đi bằng phụ. Cái gì? Phụ mình đi kéo cây tre xuống. Phụ kéo cái cây xuống hả? Kéo xuống để mình chặt nhanh lên nữa. Nhanh lên. Rồi, mình đang kéo á, mình đang kéo rất là nặng luôn á. Kéo mạnh xuống đi bạn Phú. Đang kéo nè, kéo luôn, đang kéo nè. Mạnh xuống. Rồi, kéo rồi đó, kéo hết sức rồi đó. Ơi, gì vậy? Trời, ai vậy? À, cô, nặng quá. Nhẹ mà, gì mà yếu đuối dữ vậy? Kéo qua đây nè. Qua bên kia kìa. Từ thôi. Nè. Từ thôi. Đưa cây tre cho chú Quyên đi. Nặng quá vậy. Nhanh lên. Gì vậy? Nè, nhanh lên đi. Trời ơi, đau quá, đau quá. Nhanh lên Phú. Gì vậy? Phú, một mình đẩy dùng chú rồi. Nhanh lên Phú. Của tôi. Trời ơi, bà Phú. Cái gì vậy? Lũ rồi. Phú, có sao bạn Phú? Bảo, cứu tôi với. Bạn Phú có sao không? Chính xin rồi. Ráng ở đó chút xíu nha. Mình kêu Quyên ra cứu bạn nha. Ai kéo gì nữa? Sao kéo tôi lên đây? Ráng chờ xíu nha. Ê, đừng bỏ tôi. Trời ơi, nó lúng rồi. Thánh thần thiên địa ơi. Wow, vì bay cao quá à. Ui, wow, Quyên về thử cái đi. Dày nặng lắm. Wow. Trời ơi. Bà có nhớ hồi nhỏ tụi mình cũng thả diều giống vậy không? Nhớ chứ. Hồi đó còn có nhiều bạn thả với mình nữa. Mà có lần á, con diều bị đứt dây, bay mất tiêu. Quy khóc quá chừng luôn. Nhưng mà tiếc quá à. Mấy bạn lúc nhỏ của mình á, giờ đi làm ăn xa hết trơn rồi. Không thôi mấy bạn cũng giúp Sài nhớ được nhiều thứ lắm. À, hay là bữa nào á, để Quyên hỏi thử người nhà của mấy bạn đó, khi nào mấy bạn đó về bến Sài nha. Thôi, mấy bạn đi làm ăn xa mà, sao kêu mấy bạn về được. Sài chỉ cần nhớ mình Quyên là được rồi mà. Đã nói là không được nắm tay rồi mà. Mà tiếc quá, hôm nay bạn Phú bị đau cổ nên không còn chơi chung với mình được. Nhưng mà cũng được nắm tay đúng không? Nắm tay bạn Phú giận á. Đúng rồi. Ê, nó bay cao quá kìa. Thả dây thêm nha. Sậy bây giờ thật sự không còn cái dáng vẻ đáng ghét khó ưa của lúc trước nữa. Ê kìa, nó bay cao kìa, dối lên rồi, giật mạnh lên. Chạy nha. 1, 2, 3, chạy. Thả dây thêm. Quá. Nó bay cao quá. Nè, thả dây thêm đi. Nè, thả dây thêm. Bay cao quá. Quyên, bây giờ Sài về cất con diều này nha. Bữa sau mình chơi tiếp. Hey, Quyên. Hey. Gì vậy? Con chim kìa. Hả? Mình bắt nó nha. Hey, hay là mình qua đó coi đi. Thôi, mình đứng đây nhìn nó đi. Đi qua đó nó giật mình, nó bay mất tiêu á. Đứng xa xa nhìn được rồi. Nhưng mà mình có thể qua gần gần nó coi kỹ nó được không vậy? Vậy mình đi nhẹ nhẹ thôi, không thôi nó bay mất á. Mình đi nhẹ xíu.
Nhẹ thôi. Ồ, ui, con chim này á, nó bự hơn con chim lúc trước rớt ở gốc gọn luôn á. Trời ơi, con chim lúc trước rớt ở gốc cây gòn á, nó còn nằm trong tổ nhỏ xíu à. Ồ. Ủa, mà bảo còn nhớ con chim đó hả? Nhớ chứ, lúc trước tụi mình còn đưa nó về tổ nữa mà. Hey, hay là mình đưa con chim này về nuôi đi. Lúc trước á, sẽ có được một con tên Cà Ní á. À, hay là mày làm bạn với tao đi. Tao sẽ đặt tên cho mày là Cà Ní, như tên của Cà Na vậy đó. Cà Ní hả? Ừ, Cà Ní. Tên giống như Cà Na, mà lâu rồi Sài không gặp Cà Na, cho nên con Cà Ní giống như Cà Na vậy á. Thì ra ngày xưa Sài cũng từng rất nhớ mình. Hey, Quy, hay là mình bắt nó về đi. Sài sẽ nuôi nó xong rồi Sài sẽ đút cơm cho nó ăn mỗi ngày, để nó khỏi phải kiếm ăn cực khổ. Nè, Sài qua đây Sài chụp nha. Mà chụp hộp á là Quy chụp liền nha. Ê, sao vậy? Thôi không được đâu, đừng có bắt nó. Sao vậy? Sài nuôi nó mà. Nhưng mà con chim nó thuộc về bầu trời, nó muốn tự do bay lượn thôi à. Giờ bà đem nó về nuôi, bà cho nó ăn, bà chơi với nó hàng ngày, nó cũng không có vui vẻ gì đâu. Ờ, cũng đúng ha. Lúc trước á, mẹ cột tay cột chân Sài nhốt Sài lại, Sài cũng đâu có vui đâu. Ờ, vậy thôi vì mình không bắt nó nữa nha. Mình không nuôi được con này á, thì mình nuôi con khác. Vậy hả? Mình sẽ nuôi con gì vậy? Bảo đã nhớ lời chú bán cá chỉ chưa? Ồ, quên mất tiêu rồi. Trời ơi, tôi đã nói là Bảo phải lắng tai nghe để tốt cho trí nhớ của Bảo rồi. Nè, giờ tôi nhắc lại một lần thôi nha, Bảo nghe cho kỹ nè. Hai ngày cho ăn một lần, cho nhiều quá nó sẽ chết. Một tuần chỉ được thay nước một lần thôi, mà chỉ được thay 2/3 thôi nha. Thay nhiều quá nó sẽ bị sốc đó. Với lại cho thêm mấy cọng rong đuôi chó vô nữa. Nè, con cá này chỉ thích ở một mình thôi, không cho ở với ai hết. Ở với người khác nó sẽ bị quạo, nó không vui á. Nguyên à, chị Nguyên, em đi đâu với nó vậy? Tại hôm nay em không có đi dạy, với lại cũng không có bánh tét với chị Út, nên em dẫn Bảo đi chơi. Cưng bận rộn suốt không có ở không, lâu lâu mới có một ngày nghỉ. Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe? Nó bị khùng mà. Trời ơi, cưng sao mà cưng quẩn quá. Nè, mẹ nói xậy, ngây thơ dễ thương chứ không bị khùng nha. Đúng rồi, Bảo không có bị khùng. Để không thôi, nó điên lên, nó quýt gì chết. Hồi nãy chị đó nói gì với Quyên vậy? Chị hỏi là con cá nó tên gì? Bảo tính đặt tên nó là gì vậy? Bảo sẽ đặt tên là Quẩn. Sao lại là Quẩn? Thì Cà Ní dễ thương giống như Cà Na, còn Quẩn hay quạo giống Quyên vậy á, nên đặt là Quẩn. Bởi vì chị nãy cũng nói là Quyên Quẩn mà, đúng không? Tôi đi về, không chơi với Bảo nữa. Ê, Quyên. Ê, Quyên. Chờ Bảo với nó đi chung với nhau mà. Nói tôi hay quạo mà, đi về chung với tôi làm gì? Thì Sậy nói đúng mà. Giờ Quyên cũng đang quạo y chang như em Quẩn vậy đó. Hồi nãy em Quẩn đang bay vô dữ lắm á, cái giờ quạo khiều khiều vậy, cái làm lơ luôn à. Quyên cũng vậy á, Quyên hay quạo với Sậy lắm. Còn Lý Sậy nữa, còn không cho Sậy nắm tay nữa. Còn Cà Na hả? Cà Na lúc nào cũng cười vui vẻ hết á, còn cho Sậy nắm tay nữa. Nhưng mà Cà Na hả, cười vui lắm kìa. Còn Quyên quạo á hả, cũng dễ thương lắm. Cả hai dễ thương như nhau á. Thôi đừng có quạo với Sậy nữa. Thôi mà cười đi mà, đừng có giận Sậy nữa mà. Dễ thương quá. Không.